Hello, xin chào tất cả anh em. Đối với các dân chơi nước hoa thì chắc chắn rằng chúng ta không hề xa lạ gì với cái thuật ngữ clone. Đây là một từ để ám chỉ những cái chai nước hoa mà có giá thành rẻ hơn. Đó, và cái điều quan trọng nhất là nó có nét giống, rất là giống hoặc là gần giống với những cái chai nước hoa đắt tiền. Và cái mục đích của những cái sản phẩm clone đó là chúng ta có thể sử dụng được những cái mùi hương có thể gọi là rất là nổi tiếng, rất là thơm. Và cái điều quan trọng nhất đó là chúng ta tiết kiệm được cái chi phí mà chúng ta sẽ phải bỏ ra. Thì đấy là cái nói chung là những cái điều mà mang lại cho các anh em nào mà khi mà mua nước hoa clone. Tuy nhiên trong cái video này thì chúng ta sẽ làm một chút thay đổi. Đó là những chai nước hoa đắt tiền, đó những cái chai nước hoa niche, và nó lại là mùi hương clone của những cái sản phẩm rẻ tiền hơn, của những cái sản phẩm đến từ các thương hiệu designer. Đó, thì đấy là cái nội dung của video ngày hôm nay. Và nếu như các anh em có lần đầu xem video của mình thì rất là hy vọng các anh em bấm like này và subscribe, đó, để chúng ta gặp lại nhau được nhiều hơn. Và rất chắc chắn rồi, mình rất là mong các anh em có thể thì anh mua bán gì đó để ủng hộ mình. Ok, còn bây giờ anh em mình hãy đến với chủ đề của video ngày hôm nay. Top những chai nước hoa niche và nó là mùi hương clone của các cái sản phẩm phổ biến hơn. Đó, ok, let's go. Chai nước hoa đầu tiên đó là một sản phẩm của nhà Creed và nó có tên là Creed Himalaya. Mùi sự kết hợp giữa xạ hương và gỗ đàn hương tạo nên một cái tông mùi nam tính, sang trọng, lịch lãm và linh hoạt. Rất thích hợp cho các anh em nào ưa thích cái phong cách của nâu áo sơ mi chúng ta xịt thì tuyệt vời luôn. So sánh Creed Himalaya với một có gọi là flagship của nhà Creed là Creed Aventus thì mùi hương nó không thể gọi là thú vị bằng, thế nhưng ít nhất vào thời điểm hiện tại thì Creed Aventus nó đang bị phổ biến một cách quá là rộng, nó thành giống như kiểu là một chai nước hoa quốc dân rồi. Thì anh em nào mà thích một cái mùi hương nó cũng rất là sang trọng, nó rất là lịch sự, lịch lãm, và mình nghĩ rằng nó ít bị đụng hàng hơn thì Creed Himalaya là một trong những cái option cũng chúng ta có thể tham khảo. Đó, tuy nhiên sản phẩm này của nhà Creed là một mùi hương clone, là một phiên bản clone của một sản phẩm khác của nhà Park Roban, và chai nước hoa này nó có tên là XS, được ra mắt từ trước đó khá là lâu rồi, với một tông mùi có thể gọi giống nhau đến tầm từ với cảm nhận của mình nó phải giống nhau tầm 80%. Đó, thì mùi hương của sản phẩm nhà Creed mình đánh giá, hoặc là rất nhiều những anh em trên các cộng đồng mạng đánh giá rằng Creed Himalaya là một phiên bản mùi hương clone của Park Roban XS. Đó, thì điều đó có nghĩa rằng nếu như mà chúng ta không có tiền, chúng ta không đủ kinh phí để có thể sở hữu sản phẩm nhà Creed, thì chúng ta có thể tham khảo chai nước hoa Park Roban XS là một sự lựa chọn đỡ hơn về mặt kinh phí. Và mùi hương thì như mình đã nói, nó giống phải đến 75-80% sản phẩm của nhà Creed. Đó, chai nước hoa đầu tiên. Chai nước hoa thứ hai lại tiếp tục là một sản phẩm của nhà Creed và nó có tên là Creed Original Center, với một tông mùi của quế, của gỗ đàn hương, hoặc là nhớ không nhầm nữa là có cả quải hương nữa, một cái mùi hương có thể gọi là một cái tông mùi gỗ cũng rất là lại là nhẹ nhàng, thu hút. Đó, mình thì mình không quá hâm mộ sản phẩm này của nhà Creed, tuy nhiên thì nó không phải là một mùi hương tệ. Đó, cũng lại là một mùi hương cũng rất là nam tính, cũng rất là lịch sự và linh hoạt, nhưng nó là một sản phẩm clone của một sản phẩm Montblanc Individual. Đây là một chai nước hoa mà mình rất là thích sử dụng vào cái dịp trời mùa thu, nó lúc tầm cái tầm bắt đầu hơi se lạnh, thì một cái tông mùi của quả mâm xôi kết hợp cùng với vani tạo nên rất là phê. Cái điểm thú vị của Montblanc Individual này là nó không phải là giống như kiểu chúng ta xịt và chúng ta ngửi thì cái style mùi của Montblanc này không phải là như vậy, mà là sau khi mà xịt xong chúng ta di chuyển thì cái độ sillage, cái độ lưu hương lại trong không gian của chai nước hoa này nó rất là thú vị. Và mình rất là thích ngửi chai nước hoa này khi mà ví dụ cái trời se lạnh và chúng ta có thể trong một không gian hẹp chẳng hạn cũng được, chúng ta xịt và cảm nhận mùi hương của nó khi mà đi qua đi lại ngửi rất là phê. Đó, thì chắc chắn rồi, nếu như ai ưa thích Creed Original Center
nhưng mà tiền thì ít, thì chúng ta có thể tham khảo Mont Blanc Individual đó, chai nước hoa thứ hai. Chai nước hoa thứ ba mình muốn nói đến ở đây đó là một sản phẩm của nhà Tom Ford và nó có tên là Nelori Portofino. Đây là một sự kết hợp giữa hoa Nelori và xạ tạo nên một cái tông mùi soppy đó, một cái tông mùi xà bông rất là sạch sẽ và nhã nhặn đó. Khi mà chúng ta ngửi, chúng ta xịt cái mùi hương đấy, chúng ta ngửi nó giống như kiểu một cảm giác chúng ta vừa ở trong bồn tắm bước ra cái mùi hương xà bông, cái mùi hương có thể gọi là chúng ta cành hoa chúng ta ngâm xuống bể bồn tắm để chúng ta gọi là cho nó thơm tho người, thì cái cảm giác khi mà chúng ta tắm xong chúng ta xịt mùi hương của Tom Ford Nelori Portofino nó cũng sẽ giống là như thế, rất là sạch sẽ. Tuy nhiên nếu như cái giá tiền nó là một cái rào cản lớn chúng ta, thì các anh em có thể tham khảo chai này, là mình lấy cho một người bạn của mình. Chai nước hoa có tên là 4711 Eau de Cologne, với một cái mùi hương có thể gọi là giống nhau đến mình không biết là bao nhiêu phần trăm, nhưng rất là giống, thì cũng lại là một mùi hương sạch sẽ, soppy. Tuy nhiên thì nếu như dùng chai nước hoa này, cái tông mùi này chúng ta sẽ phải xác định là sẽ phải mang đi sử dụng rất là nhiều lần, bởi vì mặc dù nó rất là thơm, nó rất là ngon, thế nhưng bám mùi của nó thì không phải là quá tốt. Cho nên anh em nào mà ưa thích, và thậm chí là kể cả bản thân Tom Ford Nelori Portofino cũng không phải là một mùi hương bám mùi tốt. Do vậy nếu như mà anh em nào yêu thích cái tông mùi mà nhà thiết kế gì nhỉ, cái gì tự nhiên mình quên mất tên rồi, bác này bác hay làm về video trên mạng ấy, cũng rất là hay xài sản phẩm của nhà Tom Ford, rất là sang trọng, thì đây anh em có thể lựa chọn một cái version rẻ hơn, đó là 4711, mùi hương cũng như thế và ít tiền hơn. Ok, chai nước hoa thứ tư đó là Amour Reflection. Đây là một mùi hương kết hợp giữa hoa nhà jasmine và tung gỗ, một cái mùi hương có thể gọi là một trong những sản phẩm dễ ngửi nhất của nhà Amour, bên cạnh những cái bom tấn ví dụ như là Interlude, Memoir đó rất nhiều những chai nước hoa của trang của nhang, của trầm, của khói, thì Amour Reflection nó nhã nhặn hơn, nó dễ ngửi hơn. Tuy nhiên thì đây là một phiên bản, có thể gọi là một phiên bản clone của một sản phẩm khác, đó là Jean Paul Gaultier Le May, với kết hợp của oải hương tạo nên một cái tông mùi mà như chúng ta vẫn nói đó là tông mùi của barbershop, những cái tiệm những cái mùi, tông mùi của những cái tiệm cắt tóc nam ấy, những cái mùi dao cạo râu. Bỏ qua cái việc mà mô tả mùi hương như nào thì Reflection nó có nét tương đồng, cũng phải đến, mình nghĩ rằng nó phải đưa về tầm khoảng 70%, giống với sản phẩm của nhà Jean Paul Gaultier, sexy, thu hút và có thể gì một cái gì đấy playboy. Do vậy anh em nào mà ưa thích Amour Reflection thì hãy tham khảo Jean Paul Gaultier Le May, một phiên bản cái này nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều đó. Chai nước hoa thứ tư, một sản phẩm của nhà Amour. Và cuối cùng chai nước hoa thứ năm thì có thể là có nhiều anh em sẽ không đồng tình, nhưng mà đây là cái quan điểm cá nhân mình, đó là Le Labo Another 13 đó, một cái mùi hương một chút gì đấy musky, một chút xạ, nó kết hợp cùng với Asura Super. Khi mà chúng ta xịt chai nước hoa này thì có một cái cảm giác, với mình sẽ cảm thấy cái gì đấy nó hơi mơn mởn, nó cứ bám vào trên da, nó mơn phết, mơn mởn trên da. Chị em nào mà xịt chai nước hoa này thì mình nói thực sự là mình rất là phê, mình rất là thích, và mình đánh giá rằng nó có một nét tương đồng với một sản phẩm khác của nhà Juliet Hexagon, và chai nước hoa này nó có tên là Not a Perfume. Tại sao mình lại nói là bởi vì là hai chai nước hoa này về thực tế cùng ra mắt vào năm 2010. Do vậy để mà nói là clone hay không thì cũng rất là khó nói. Tuy nhiên chúng ta phải nên biết rằng Le Labo khi mà mới được ra mắt thì nó giống như kiểu được đánh giá, nó giống như kiểu đi ngược lại những cái giá trị cũ, có nghĩa là không muốn tạo nên những cái mùi hương mà đụng hàng quá nhiều, mà họ muốn là một cái gì đấy nó mới mẻ hơn, kiểu như thế. Tuy nhiên thì cũng không thể tránh được một cái việc cái mùi hương của họ có nét giống với một sản phẩm của một hãng khác. Đó thì nếu như anh em thích Another 13 và chúng ta kinh phí thì
có thể tham khảo trà nước hoa Not a Perfume của nhà Juliet Hexagon đó. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến các anh em 5 trà nước hoa niche và được mình đánh giá rằng đó là clone của một số những trà nước hoa đến từ các thương hiệu phổ biến hơn. Rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này, hãy like và share nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị. Và chắc chắn rồi, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong nhiều những video tiếp theo nữa. Còn bây giờ, bye bye và hẹn gặp lại.